Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Linh cảm ơn cô chú bác anh chị đã theo dõi và đồng hành với Linh trong những ngày tháng qua. Các bạn mới ơi, xin hãy like, subscribe và share cho Linh nha, để Linh có động lực làm thêm những clip mới cho mọi người xem. Hôm nay Linh và gia đình sẽ đến cái bãi biển tên là Scheveningen, vì trời hôm nay rất là đẹp. Lâu lắm rồi tụi Linh cũng không có đi đến biển, cho nên hôm nay rất là háo hức. Ở cái bãi biển này có một đại lộ cũng tên là Scheveningen. Đây là một cái phần rất là đẹp của thành phố Den Haag. Thành phố này tên tiếng Anh là The Hague. Hôm nay thì trời lạnh, không biết ra ngoài đó sẽ gặp hải âu hoặc là sóng lớn như thế nào. Thôi mình cứ đi đi. Mình tới biển rồi nè cả nhà ơi. Wow. Đi cua ghe nè. Sóng lớn quá trời luôn. Chào mừng các em cứ thay chị em xuống cua ghe nè. Ôi trời ơi. Gia đình Linh đã đậu xe xong và bây giờ mình đi xuống bãi biển đây. Trời lạnh lắm á, mà Linh thấy có người ta tắm ở dưới biển. Hồi nãy Linh ngồi trên xe thì Linh thấy là có người trượt nước nữa, nhưng bây giờ thì không, ở đó một có người trượt một chiều rồi. Ở bên này sóng như vậy là cao lắm đó. Coi ông xã Linh kìa, ổng không có đem đồ theo, tưới tất nhiên là không ai đem đồ theo bây giờ để đi ra biển hết, cho nên ổng cởi đi giày ra rồi ổng chạy lần sằng ở dưới. Không biết mấy cái đụng cát này là từ đâu luôn á, tại vì mấy lần trước Linh đến đâu có thấy mấy cái đụng cát này đâu, giờ tự nhiên thấy quá trời. Ôi cha mẹ ơi, lạnh lắm cả nhà ơi. Quay lại cho mọi người coi. Alo. Đây con Linh phía sau. Cái mặt Linh đó thiệt là lúng nha. Giống như nó đông đá hết luôn á. Sao đi, để trượt tay. Trời ơi, cái tay Linh. Ôi, Linh cởi ra, để quay phim. Bây giờ nó cấm hết trơn rồi. Chờ tí, để ngập tay nữa được. Cho mọi người biết á, là cái sóng biển của Hà Lan này nó không có cao lắm, tại vì ở cái mấy cái khu vực này nè nó không có đá nhiều, và nó cũng không có giống như là mấy cái núi ở mấy cái núi cái đồi đó, thì địa hình của nó hơi bằng, địa hình của nó bằng phẳng, cho nên không có sóng cao giống như là mấy cái biển khác. Người ta chạy bộ. Linh cũng muốn buông máy chạy một vòng. Chạy một vòng ở đây sẽ hơn, đỡ mặt một tí. Đẹp, trời đẹp quá. Đẹp quá là đẹp. Linh là thèm nắng lắm mà, nên khi có nắng là người ta cứ túa ra ngoài, người ta ngồi, người ta phơi nắng. Trời ơi, cha mẹ ơi, nó lạnh.
bãi biển khác á, thì nó sẽ có mấy con oyster, là con gì ta, con hào. Khi mùa hè đến chúng ta đi quay hào cho mọi người xem nhé. Cái gì đây? Thôi có hai đứa này nó đâu có tiêu đâu. Sông biển một tí thôi để cho mọi người biết cái biển Hà Lan là như thế nào. Cảm ơn các nhà đã theo dõi nhé, và chúc các nhà một ngày thật là vui. Bye bye các nhà.